Hello cả nhà đã đến với kênh Út Nhỏ Miền Tây. Hello cả nhà. Hôm nay mấy anh em mình đi bắt ếch, bắt cá, mò vẹm, nói chung là đủ thứ hết trơn á. Có con gì là bắt con đó. Mình cũng đi tới chỗ rồi cả nhà ơi. Thôi mình chiến thôi anh ơi. Ok, bữa nay cha chạy nước rồi. Nhà cha rảnh ra mới tiếp được. Lâu rồi mấy anh em mình không có cảm giác đi mò cua bắt cá lại. Mình đại đi anh. Hôm nay trống nè. Mới xuống nó lạnh xíu hết em ơi. Giờ cha mình cũng qua tới luôn rồi. Sáng giờ cha đi chạy nước giờ xong rồi hả cha? Chào cả nhà, chưa xong nữa. Chưa xong hả cha? Tại vì chờ nước gồng sẫm lớp bê lại. Dạ. Thấy con dự phụ với con cả nhà chứ công chuyện còn quá rồi. Bữa nay mò con vẹm chơi. Có không? Thôi lạnh cái gì vậy? Lắm trời ơi, sao bữa nay nước nó lạnh lắm. Hết biết rồi trời. Ở đây là dẹm bự không à? Đó nha. Nhưng mà mấy con vẹm ở đây nó khó mò lắm cha. Đất á, nó cứng lắm. Quấn mò luôn em. Nhà mình có bé chi khoái ăn ốc lắm. Bé chi thuộc loại là đạo ốc. Có nhỏ xíu à, có 60 gần anh mà thích ăn bạch tuộc nữa nha. Có con vẹo không mà Út làm gì lâu vậy Út? Có chị mưa cái lỗ ra bự lên mới ngon mới được. Nó cái lỗ nhỏ quá à. Nó chín vậy luôn á ha. Đúng rồi, khó gì rồi. Ở chỗ mấy cái đất thịnh á. Anh đi trước hết mà Út ở đằng sau, Út mò về em nhóc luôn à. Đó. Quá im em ơi. Hai con rồi. Hai con lượt luôn hết cha. Được con vỏ. Con vỏ con nguyên. Sáng giờ dầm nước suốt luôn á. Út hay quá, được nắm luôn rồi. Có ốc nữa hả Út? Có chị, ốc nhóc luôn á chị. Ốc quắn luôn. Cái gì vậy? Bự dữ vậy ta?
nó chui vô đây này, nó ngoại hết rồi. Con cá mì dinh á, trắng trắng nha, nó trong hang hay gì em? Quyết ra từ dây em mò không dẹp cứ ra cái nó chui vô ngang đây nè, hết rồi không chứ. Cho chốt thôi em. Thấy dữ cho em. Cái gì em? Hay dữ gì em? Ôi. Ôi. Hay dữ vô đây là có chị. Đủ có tiêu rồi. Rồi bữa nay em ba mò dính cá chốt luôn. Thiệt vời luôn em ơi. Ôi lạnh. Ý phải lạnh quá. Nãy em ba cũng được hai con anh. Bự. Có đồ ăn vậy em ơi. Cái gù phi cả nhà. Vậy là mình cho vô bao lứ đi. Vậy là chắc ăn luôn á, nó không có nhảy. Này chắc hang chuột quá. Chưa biết đó là hang rừng luôn. Không sợ nó có luôn. Thấy con nước đáy ướt ướt. Đó 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 này. Đó, thấy không? Em ba ơi. Em ơi, nãy giờ mới nhắc. Cuối cùng cũng đã có. Trọng trọng. Bự thì nó không bự mà nhỏ thì nó không nhỏ. Thuộc loại trung bình. Trung bình khá. Cái gì ạ? Ô. Ô. Hay quá em ơi. Trời ơi đi cái chốt này. Cho em ba mò cá cũng hay chứ. Chốt chốt. Chốt chút nữa hết cha. Ba nào một cá hay quá ha. Dạ. Hết hả anh? Cho anh lại cho em đi. Cho bỏ ớt đi em ơi. Ê.
rồi. Chà dính cá chốt rồi ăn nữa. Chốt dậm luôn cả nhà ơi. Luôn dữ vậy cha. Lạnh dậm nước từ sáng giờ. Con lưỡi quá em. Dạ. Cáo quá cáo luôn đó cha. Giờ mình đi qua bên vườn sen bên đây. Bên đây có sen là bắt thêm một mớ nữa. Xong rồi cũng là cái mương cuối cùng rồi. Nhỏ quá sen hả cha? Cái ao sen này người ta bỏ rồi, không có sử dụng nó nữa. Thôi hay quá cha ơi. Cha nói nghề nghiệp mà tại hồi đó cha có đi nhổ sen mướn. Nhóc luôn á cha. Cha cha cái gì biết chân ta. Vì nuôi mấy đứa con mới nổi chứ. Cái ao này. Ao này còn im vậy mà người ta không sử dụng nữa hết cha. Ngon. Nổi gì xào luôn. Dạ. Cái này chắc có cửa rồi. Xào dưới ốc. Trong này chắc có cửa rồi cha. Đấy. Ô trong đây không được. Đất quá cứng. Cứng nha. Đây là ba thêm. Phải đất mềm mới được. Đâu quá. Đâu quá. Ờ. Không quá nhổ đó. Hôm nay nhổ được nè. Không quá. Đất mềm ở ngoài nhổ mới được. Đất cứng nè. Đẹp lên đi. Cái em nhổ cái nó gãy hết à. Cũng như củ ấu vậy ta. Cái cụ ở dưới á. Không có cầm con dây chưa cho nghe. Kìa em, cha nhổ được kìa em. Không phải, tại nó sâu quá em không có tay tới. Gì hả? Nó sâu lắm em. Rồi. Kìa cha đưa kìa em ơi. Rồi. Con nhỏ đó rồi phải. Nào con nhỏ được chứ mà có học tán tới. Con bút lên cho nó gần gần. Bây giờ tạm thời nó cứ ẩn ở đâu á. Nói lại chưa, sao mệt rồi. Khi nào nhổ sen á, nhổ mướn á, nhổ đây là dòm ở đằng kia á. Nhổ cho nhanh hả cha? Ừ. Nhìn thấy cái ngó trước em. Đi lại là thọt quất liền. Quất gãy hết con. Trong này có cửa đó. Bữa nay tem của mình là đa nghề luôn á. À, thấy không cha, nó có cửa, có cửa. Cửa thôi ngắt cái này. Dạ. Đó, ăn bình thường. Ngậu. Đứt rồi. Cứng quá, cứng đất ở đây. Này hơn quá. Chắc cứng quá nên ta bỏ thì anh. Này là sen này đó, biết không? Để nó tự mọc luôn nha. Không có đồ ăn, mình chấm nước mắm ăn cũng được cả nhà. Có sen là được rồi. Ngó sen này có thể đói quá, ăn sống luôn nha. Con này nè. Có đó cửa nữa. Không. Đó cửa, bên này đó cửa. Con này ngồi giết mà nó nằm ở trong đất cứng quá. À, có đồ xào rồi đó nha. Đây con nè. Hai ngó luôn á. Một cộng hai ngó hả anh? Ừ. Hỏi ông cha, anh mới hỏi ông cha đó sao có một cộng mà có hai ngó. Về luôn. Ốc luôn em, xào luôn. Rồi bữa nay có mồi quá, có mồi luôn. Quá. Khúc này dữ lắm rồi. Nè. Dưới đây là ngặt luôn. Nó không tới. Ây da. Dẹt lá ra gì ba ơi. Nằm dưới lá nhóc chân dữ á. Dạ, ta bỏ rồi ha cả nhà. Nè, thấy không? Đây nè. Hai ngó khúc được luôn nè. Chưa.
nằm dưới lá này, tôi giặt cái lá này ra nè. Giặt ra gì lại giặt nó rồi. Ăn sen luôn. Dạ. Mày ở nhà ăn nó sen. Ăn cương sen chứ. Ăn nó sen rồi ăn cương sen rồi nè, tặng cho gái thứ ba. Thôi cha. Mời cả nhà đứng nha. Vậy. À. Rồi cảm ơn cha nha. Quá ngon. Ngọt ngay luôn à. Đi nhổ quá sen mà ăn cương sen luôn. Combo sen luôn. À. Chưa chưa chưa. Chưa ăn được. Chưa cái luôn chưa ăn được. Giờ ăn vừa rung luôn. Cha lạnh rồi cha lên đi cha ơi. Không cha. Ngon không cha? Quá ngọt. Ngon hèo luôn chị. Ăn mà cái giò nó giật à. À, cái bụng ăn. Nè cha, cái gương này quất được nữa rồi nè. Ăn gì ra không biết, tao nói chuột ăn hay cả nhà. Mà gương này đã bỏ rồi mà. Con chuột có móc video gì? Ngon lắm Út. Giờ ăn luôn. Đói lắm hả cha? Ừ. Giờ này 12 giờ đó em. Cái này nó hư hết rồi cha. Hư mà ăn được chị. Hư còn hư. Ăn nhị luôn. Nhiều lắm. Ừ, bắn ăn thuốc. À. Dạ. Anh nhỏ hay dữ gì anh? Cầm trong tay một nắm luôn rồi. Hết luôn rồi anh ơi. Xong cái này chắc mấy anh em mình cũng về được rồi đó anh. Dạ. Yeah. Ok. Dạ. Vừa có đồ xào rồi, vừa có thịt luôn. Chính tay mình nhổ mình về mình xào mới ngon phải không? Em thấy hết mà sao anh đi tới hoài vậy? Nó nằm ở dưới lá này. Dưới lá anh. Giờ mấy cha con mình đi về thôi. Cha đi đằng sau. Thành quả hôm nay của mấy cha con mình là được ngó sen là nhiều nhất luôn á. Rồi hai con ếch là Út đang cầm trong bao lưới với cái goofy. Này dẹm, rồi cá chốt, rồi ốc nữa. Ơi con cá chốt bự nhất là của em ba bắt đó nha. À, hay quá em ơi. Thôi mấy chị em mình đi tắm rửa rồi cái mình làm món ăn luôn em ơi. Ok chị. Giờ ốc với dẹp mình cũng ngâm ớt hết cha với nước cơm xong hết trơn rồi. Bắt đầu mình luộc. Mình để thằng lá mít vô. Mình để lá mít vô cho nó bọt á. Nó hút bọt. Vô lá mít hết cha. À, bọt dơ đó. Dạ. Vô lá mít. À, bây giờ mình đi luộc. Lò bên đây thì cha nhóm thêm một bếp nữa đang hồi kho cá luôn. Cá thì cũng mần xong rồi, được cũng khá khá á cha. Mình kho đủ buổi ăn của mấy cha con mình luôn á. Con cá goofy thì cắt ra làm 4. Nhiều chứ biết chơi vậy đó. Hôm nay thì con vẹm á mình luộc hồi mình sẽ xào với ngó sen hồi sáng mấy cha con hái. Với có mua trái khóm nữa. Rồi cần tàu hồi xào chung. Giờ hai đứa em mình đang rửa ngó sen với lại cắt ra hồi sẽ xào. Hồi sáng mình hái gì mà được một gỗ luôn em. Đúng rồi đó chị. Ôi con sâu bò trên giò nước luôn em ơi. Bánh bao chai, bánh bao mặn đây. Bánh bao chai, bánh bao mặn.
Bây giờ thì cha kho cá. Hôm nay cha thắng nước màu bằng đường. Quá nó đỏ. Chuyển màu y gan đường hút lốt vậy cha. Để miếng nước vô cả nhà ơi. Cá vô cả nhà. Đỏ quá. Sao nó chào dữ rồi. Màu quá hay cha. Sắp lại cả nhà ơi. Ôi. Em ơi, làm cái mướp em ơi. Chấm luôn. Thấy không? Lấy nước mít vô sạch bon. Dạ. Không có nước mít là bọt nó trào lên nó đen á cha. Đen. Dạ. Rồi đó. Ướp hành cả nhà ơi. Cho nó thơm thơm. Đó, thấy không? Gì nè. Cho nó thơm cái mình. Cho nó miếng nước mắm vô cả nhà. Cho sôi lên nữa mình để nước lạnh rồi mình nêm luôn. Ngọt ngọt mới được. Để kho ngọt ngọt mặn mặn. Đây, bọc ớt nha cả nhà. Giờ mấy con vẹm với ốc cũng luộc chín rồi. Cái mình lấy ra mình lấy cái ruột xong rồi mình xào. Mình mà lấy xong là cái chảo cá mình nó chín luôn rồi đó cha.
ôi ngon quá trời, sạch lại trơn rồi. Miếng mỡ rồi mình để tép mỡ nữa. Tiêu nữa em, hành tiêu, rồi xong rồi kho cá, cá kho. Thì con Phạm cũng rửa xong hết trơn rồi. Mình được một nồi luôn á, nhưng mà mình lấy ruột rồi còn được nhiêu nè. Nãy thì cha kho cá rồi, giờ em ba xào con Phạm. Con dẹm gọi con chim chép. Con chim chép hả cha? Ừ. Con hến ở đâu có bự được vậy đó hả chị? Đúng rồi em. Tại ngó sen á, nó mau chín mình ăn giòn giòn nó ngon. Nên là mình sẽ cho khóm vào trước, cho nước nó ngọt nữa. Giờ cho ngó sen vô luôn nha chị. Ok em. Quá nhiều luôn gì, ít hết nha chị. Mình đủ ăn đó em. Đủ ăn thôi. Có gì còn dư lại thì mình làm dưa chua luôn em. Cái phần rau cần tàu à, mình lấy mình làm ăn cả nhà, còn cái phần gốc út trồng. Chờ đi em đi rửa đi em ơi, một xíu cái mình bỏ vô cái về cái chảo đồ xào của mình luôn. Đây là ngò gí dâm lên rồi nè. Ô lên hả cha? Nè tối nè. Ôi. Thấy không? Nè, củ hành nè, hành củ nè. Hành củ à. Này là cây tỏi. Bên kia là hành củ, này là ngò gí. Bữa nay cha dâm nó lên nè, hổm lấy cái lá lại ăn, chừa cái gốc lại dâm. Nay cha trồng thêm cần tàu luôn, trong cái thau này luôn. Này dễ không có ăn sâu cả nhà. Mình trồng cái thau được. Cha bụi hành cha tốt quá cha. Quá tốt quá. Dạ. Có bột dừa à? Mình có mua một bao bột dừa cho cha. Cha trồng để dành cho cha trồng rau. Này Út xài phân là xài phân tổng hợp, không có ba màu hay cả nhà. Nước vô mình tứ nè, con thọ tốt. Đó không? Đó. Cha cây luôn. Cây hoa cúc đó, nó cao ghê luôn cha. Nước ốc, nước cá đồ á. Dạ. Chết đó, thầy ba lấy nước á, bà pha bà tứ. Đó. Đó này bữa nay tốt rồi nè. Hổm con có hái mấy cọng rau thơm ăn cá nướng nữa. Nay nó cũng lên nhiều nữa lại nữa rồi. Cái phần này là phần rau thơm nè. Rau húng nhủi nha cả nhà. Rau cần tàu, rau gốc cá. Đủ rau hết trơn. Rau húng nhủi.
này nó mới rồi chơi, mới lên nè. Thỏ thỏ lên quá lên. Chị chị giờ cho cái này là càng tạo vô luôn nha chị. Rồi, thơm quá chèn luôn. Đây vẹm xào ngó sen và khóm cũng đã hoàn thành rồi. Bên đây là cá chốt với cá rô phi, kho tiêu. Mời cả nhà cùng thưởng thức bữa cơm với mấy cha con mình luôn nha. Bữa nay mình mò được số vẹm với số cá mình cũng đã chín rồi cả nhà ơi. Số vẹm thì mình xào với khóm, ngó sen, cá chốt mình kho tiêu. Rồi mời cả nhà cùng bữa cơm sáng với mấy cha con. Vâng, con nghe. Mời cả nhà. Mình quẹt nữa. Mời cả nhà luôn nha. Mời cả nhà nha. Ngon. Hôm nay tiết lạnh quá cả nhà ơi, mà hồi quá lạnh, phải mà không lạnh mà cũng nhiều lắm. Vẹm quá mập luôn á. Ngon quá trời. Vẹm nó dai lắm luôn chị. Nhược ngạch. Khó nó ngọt nữa chị. Vẹm nó mập. Nãy anh Nho có đi bắt vẹm với mấy cha con, nhưng mà về cái anh Nho đi công chuyện rồi, giờ chưa về nữa, nên hôm nay không có anh Nho dùng chung. Lại khóm nó ngọt á cha. Ngon. Bắp nó còn tàu nữa. Dạ.
mà rồi béo quá. Ra góp ý con gái thứ ba ha. Dạ. Nở con xào gì nè, rau cần tàu mình á, nhắc xuống á, múc cái dĩa mình để rau cần tàu lên. Nó còn tư. À, dạ. Anh này thì nó cũng kiểu như nó không đẹp thôi chứ cũng mùi thơm. Dạ. Bốc mùi thơm à. Ý là mình chừa vài cọng á cha. Vài cọng á. Mình để vô dĩa phải không? Dạ. Mình vừa từng 3-4 cọng để lên lớp mặt. Dạ. Cái không biết về dạy. Cá chốt bự ngon hết cha. Ủa béo. Hẹn cả nhà những video tiếp theo nha. Tạm biệt cả nhà. Nha.